sinh năm 2008, hiện tên là đối tượng trẻ nhất tại cơ sở điều trị nghiện ma túy thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên. Bố mất sớm, cậu phải bỏ học để đi làm kiếm sống, bị bạn bè rủ rê lôi kéo, cậu đã dính vào ma túy. Lúc em nghỉ học thì em có suy nghĩ là em chơi bời, với em ham chơi bồng bột, nên là bạn bè rủ rê em có dính vào con đường nghiện chơi cỏ, chơi đá, đúng không? Điều đó khiến em hận. Trong thời gian 2 tháng đây em cảm thấy con người em khỏe hơn, khỏe lên nhiều hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn, thầy chỉ rất là nhiều điều. Năm nay mới chỉ 20 tuổi, nhưng DA đã nghiện ma túy được 5 năm. Chỉ vì ham chơi, đua đòi, thích thể hiện, cậu đã sử dụng ma túy đá. 3 tháng vào cơ sở điều trị cai nghiện đã giúp cậu nhận ra nhiều điều. Đi chơi bài bạn bè, khi là lão, em muốn điều trị thật tốt để về đi làm ăn phụ giúp bố mẹ. Hiện nay, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên có khoảng 300 đối tượng đang điều trị cai nghiện. Trong đó có gần 100 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Đây là hồi chuông báo động trước tình trạng thanh thiếu niên nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang có chiều hướng phức tạp và để lại hậu quả lớn. Qua đó, mỗi gia đình, nhà trường, địa phương cần phối hợp chặt chẽ quản lý con em mình, đặc biệt bản thân mỗi thanh thiếu niên cần nêu cao ý thức học tập, làm việc, sống lành mạnh và tránh xa tệ nạn ma túy.